chào mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thăm lợp. Hello Quỳnh Như. Mình gọi là dở lợp á. Đi dở lợp với mình xem có con gì không nha. Mình đặt cá, đầu gì? Cá biển. Chứ không có đặt mồi chằn. Đi. Mình sớm đặt bây giờ không nhớ nằm nó chỗ nào luôn á. Đặt xong rồi quên luôn. Đặt ở trong mấy cái bọc dừa thì có gì có cánh dừa chứ đặt ở ngoài ngồi nó xong hút đi xuống dưới rồi chìm nhiễm luôn á. Ai ở dưới mấy gốc dừa nước này nè, đâu mưa rồi ta đúng rồi. Ui dạ. Ủa rồi. Ủa đem xô thêm chi hồng có sắp trong bờ không biết có không? Chúng mày đặt đi sắp đè nè. Đúng chỗ chưa? Bên này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ui trời ơi, quá trời nhiều nha. Cái đầu cá biển nó tanh quá nên có khăn có nhiều cá vậy. Ui. Nhiều lắm nha. Được ba con không? Trời ơi, nhưng sao nó ba con? Nhanh đi. Hai với một là ba. Không. Nhiều đầu cá biển nhiều nó tanh nó phải. Hồi quá. Đầu cá biển mà phải hôi rồi. Em quá em. Đó này quá em. Đó, sớm biết sao sớm nước cạn quay nhớ. Ủa đặt nhớ. Giờ nước lớn rồi đâu có nhớ đâu. Ôi trời ơi. Hay quá, muốn mua đầu cá biển gì đặt hả? Như để nghiêng á, như để đứng vậy đâu thấy cá nó nhảy. Đó nước trăng. Nè. Đó. Thì để nghiêng qua vậy nè. Nằm ngang qua mà cá hóa trời tụi mày nè. Ừ. Sao ớm dưới đậu có cái đồng tông nữa ấy. Có không sậy không? Không có cái đồng tông nữa. Đồng tông cũng khoái đồ có biển luôn rồi ơi. Mà về chiên ăn ngon lắm á nha. Có hai con đồng tông gì nè. Chiên kho gì cũng ngon á các bạn. Kho tiêu, chiên giòn. Nè 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 nè. Đi tiếp. Cái này mình được chiên ngon quá. Mình bỏ ở đâu đi rồi hồi mình đáo lại. Có công nhận người nhẹ ký có khác xuống đầu lúng đó. Nãy á, sáng nó kêu rồi lấy cọng dừa hay không gì á, đâu có biết giờ nó đẹp còn giờ nó cạn đặt đâu có biết được. Cây cầu dừa Như ơi, ai gọi điện cho người đẹp nè. Út chính rồi. Rồi nhỡ thì thôi, để nhỡ lọt cái gì đó là. À, chỗ này cũng có lý nè. Thấy chưa, em dặn trái dừa mà. Đừng cho nhớ nè. Chứ phải à. Dặn trái dừa. Wow. Trời ơi. Trời ơi, là bị lỗi. Đâu thấy chưa, nó bị lủng nè, cái chuyện nó ra nè, thấy không? Ờ nó nhảy ở đây ít mà có mấy con nhưng mà nó mập không nè, thấy không? Còn thấy không? Không rồi các bạn. Ở mặt cá mà uống luôn. Ở này ít mà có mấy con của ai ơi. Có tiêu ơi. Luôn có hơn không, mấy cá là ba cái hả? Còn cá nữa đi, cá nữa, cá nữa là gần không, gần đây gần con nước, thay con nước không? Như đợt bờ này có ai hả? Miền Tây các bạn. Đúng cảnh làng quê miền Tây. Đúng chất Nam Bộ luôn.
Cười gì, cười gì, cười. Ôi trời. Cái trứng đủ kìa. Đủ chín rồi kìa. Rồi nó chín rồi. Đủ mỡ vịt rồi. Chín cây luôn á, tự nhiên luôn á nha. Ủa chứ không lẽ làm gì? Nhân tạo. Nhân tạo rồi làm cái nào mới chín? Bơm thuốc vô. Rồi mấy vụ bơm thuốc ghê lắm. Chỉ dân buông mới làm cái chuyện đó thôi các bạn. Chứ dân miền Tây người ta ở nhà vườn người ta không làm cái chuyện đó. Chín cây hái xuống ăn thôi. Nhiều quá thì bán bớt. Nước lên. Bà con nói có sớm. Em ở chợ bán. Chứ không có bơm thuốc. Lớn luôn. Đường máy không có làm. Nước mênh mông luôn rồi. Chừng gãy cái dừa nha. Trời ơi. Chừng gãy cái dừa. Như đặt ở đâu hả? Dưới chỗ này nè, có cái cây dằn lợp chó lợp có cái coi đó. Đặt lợp mà mình như thấy tròn tròn chứ đâu có mập đâu. Ừ. Khỏi lội. Chứ quay nghĩ sao rồi. Dạng béo phì. Nước lớn cái lợp nó trôi dần 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 chứ đâu có theo dòng nước chảy đâu. Mà sao mà thả dây được. Ôi dạ. Người tròn tròn đẹp chứ bộ. Sâu quá. Sâu quá má ơi. Ôi trời mất cái lợp ơi. Rồi xong phim. Mơ cưng em dằn lại hả. Tên có không? Biết. Con bướm. Trời ơi. Quá, cá kìa, cá nhảy kìa. Nhiều, nhiều. Ừ, chắc ngang của cái à. Rồi. Không phải, nhiều cái đường mướn ra kìa. Thì ngang đường nước á. Nè. Chỗ này ngon rồi. Cá mập không? Đi đặt lạp phải giống nghiêm trọng á. Thấy chuyện nhỏ xíu. Bữa nay đi qua bờ của người ta đặt quá chục cá luôn. Đặt bằng đầu cá biển. Nè mọi người. Xem nè. Đây nữa nè. Đó. Chữ bờ gọi là bờ kinh đó. Đầu cá biển thì mình xin. Xin của chị mà chợ chứ không có mua. Cái gì xin được thì mình cứ xin. Xin đầu cá rồi đặt lò. Tốn công thôi không tốn tiền. Bắt nè. Hái không? Hái về làm nước tắc luôn. Cái tắc nè, trái chín rồi. Trái chín quá quả trời. Tôi xin mấy trái tắc nha. Ở bãi nay thấy đi đâu rồi, không có nhà con ơi. Mày con sợ. Cô bãi không? Tôi xin mấy tắc. Kìa có tay đâu đủ này chín á, xin luôn đi. Ôi trời. Trái chín quá trời luôn. Bẻ một nhành cây. Dành cây cây tắc đây, nhiêu đây ăn đủ rồi, uống đủ rồi, phải không? Thơm mà có lụt thở, chỗ này có cái lỗ bọng mà quên đặt lạp đây. Đặt là đặt ngang lỗ bọng. Chỗ có nước chảy vô cá nhiều lắm. Đúng rồi. Đi vô. Tại vì chỗ nước chảy là có nhiều thức ăn đó bạn. Chiếc đẹp ẩm. Mén cả, có nấu mông mén. Ớt này là gọi là ớt rừng nè, phải. Thế gọi là ớt chim. Ớt chim đúng. Cái rồi. Gì nữa? Mắt lắm á. Mắt đầu mắt. Bà thì mắt. Ớt này ở bên kho trồng ở trước đường không ai thèm ăn. Ờ đem đi chỗ khác mà nó mắc lắm đó. Không biết gì trơn. Đi chỗ khác hả? Ừ. Như trên thành phố xa ha. Như đây, ăn như đây rồi. Ngà như đó hả nhỉ? Bên này nè. Quá chừng bên này cái cây này chín quá chừng rồi. Nếu nó mọc tự nhiên thì do chim nó ỉa ra. Chim ăn ớt ỉa ra hột rồi nó mọc lên thành cây. Thôi nói chứ trước được rồi đừng nói thứ sau. Quá trời ớt chín. Ở dưới quê thích rau củ quả đi ra vườn là có thôi. Wow, chiến lợi phẩm, chiến lợi phẩm. Đúng rồi, này gì chiên là nước mắm dầm ăn luôn. Đúng rồi, chính xác rồi. Đây, thấy mực không? Trung thành với em nè. Cho mực. Không còn chuối đâu quý. Chuối là ba hả? Chuối là lá.
chuối và cua này dạt á. Chú này chưa già. Chú này còn gân, chưa có chín, chưa có già. Em hái mấy cái này nữa thôi nha. Nữa? Hả? À, mập mập lùi vậy không vậy không lại không hái. Cái này là trái luôn hả? Quá trời ớt luôn. Cái này tốt hết nha. Cây này phải cho con xin ít cái ớt này màu vải. Cảm ơn rồi. Chín phải hái bớt các bạn. Cái mặt thằng lùi vậy đó. Dĩ làm sao mà không xin. Đi. Chín là mình cứ để hoài. Không tôi ơi. Có cá, có tắc, có ớt. Chiên giòn làm nước mắm chua ngọt. Này như ăn chuối đập chưa? Làm gỏi á. Bậy, để nguyên bắp đập. Chưa? Đập dập xong rồi dắt chanh này kia vô xong rồi để thịt gà này kia lên trời ơi ăn ngất ngay luôn á. Ăn à, cái miệng giật bập bập luôn phải không? Nắp nó giật tạp 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 luôn. Chứ tới mà miệng. Kìa lấy sản phẩm bên kia luôn. Cái lợp kia để ngoài đây nha. Ra ngoài mình trút luôn. Rồi đủ 4 cái. Đây. Vô hôm. Đổ ra, đổ ra. Còn ớt cái kia bỏ vô luôn không? Bỏ vô luôn có gì đâu, cũng mới lấy ra ngoài. Chưa có cái rồi kìa. Thôi mình trút vô trong đây luôn. Rồi mình lựa đầu có biển ra. Ừ. Vậy đi. Đâu thử khoan để trút ở đây cho dễ bắt không? Hai con rồi nha. Quá thì cá luôn, đâu có ít đâu. Ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con. Cá bóng kiểu này là bự đó các bạn. Chín con, 11 con. Kính thưa quý vị, cái lọc này được 13 con. Wow. Chỗ này người ta đặt lợp cho con đặt nhiều quá cá nó sao mà nó giục cá lớn tao luôn lên cho cá ăn nữa hả? Thôi mình để cho nó đói đừng mơ mốt mình đặt nữa chứ để nó ăn cái này nó lâu muốn ăn cá bóng bự không lồng tông có cái lồng tông nữa một em lồng tông chưa vô một con quá wow, cá bóng con. Nhìn thấy mê thiệt ba con bốn con năm con nào lớn mình chiên. Sao không mất nước bỏ vô tiêu. 7 con hả? 8 con 9 con 10 con 11 con. Ô thật trùng hợp 13 con. Mấy con con để em đi múc nước. Ôi 1 con. Lọt này chắc 5 con. Ít hả? Cái ít này có là ít liệu chắc cái lợp này trời ơi cá không có nồi ôi dứt luôn nó gồng cứ ghét luôn á. Hai con ba con bốn con năm con sáu con chín con bảy con chín con nó có một cái đồng nhả dở lên xịu đón cái này xuống đây đi. À. Chứ giờ phải trút nó ra. Người ta dở trên ta trút nó ra. Có trái ớt. Hai trái. Này ít xỉu luôn. Một con. Đâu ít. Hai con, ba con. Năm con, sáu gần con. Gần chục con á. Tám con. Trời ơi nhảy con cả. Luôn. Chín con. Mười con. Mấy con. Mười một con. Nè, yeah. Có nữa nè, nè 10, 3 con 10 này đem đâu cô ơi? Đem vậy? Đầu cá nè, xong đem chút đi. Ờ chuyện ở đây ngồi đi rồi, để hồi ngồi bãi với chị.
Không cho ai đồn cái chửi chứ. Không dám chửi đâu. Ủa quà bấm mé vô. Ôi có con tông nữa. Giận mà hồi nó chết rồi, nó phóng ra ngoài rồi. Em khoái rồi. Nó bự quá. Rồi vô. Tủ sách vô với em, nó vô. Như còn phòng ở đây. Kính thưa quý vị, đây là chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Đây là mấy kết... tiếng đồng hồ. Đây là kết quả của đầu cái lóc sinh 4 cái lợp đặt ở bờ của người ta. Nói chung là mình không có cái gì hết. Chúc bạn vui vẻ nha.